Bồng Sơn ạ. À, xin mời bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn ạ. Dạ, xin chào các thầy cô ạ. Hôm nay em xin đại diện cho bệnh viện đa khoa quận Bồng Sơn trình bày một ca lâm sàng. Bệnh nhân của em là một bệnh nhân nam 40 tuổi, nghề nghiệp là làm tài xế xe đường dài. Địa chỉ thì ở huyện Phú Mỹ. Vào viện ngày 12 tháng 10 năm 2021, ngày làm bệnh án là ngày 19 tháng 10. Bệnh nhân này vào viện vì lý do đeo đầu chóng mặt. Quá trình bệnh lý thì bệnh khởi bệnh các nhà nhập viện 3 ngày với đeo đầu chóng mặt, cảm giác yếu tay chân. Bệnh nhân tự mua thuốc điều trị không rõ loại, điều trị không đỡ nên vào viện. Bệnh nhân ghi nhận lúc vào viện là mạch 90 lần phút, nhiệt độ 37 độ 1, huyết áp 120 trên 70, nhịp thở 20 lần, SpO2 96%. Ghi nhận lâm sàng là bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, tuyến giáp không lớn, chỉ có đeo đầu trong mạch, buồn nôn và nôn ít sao anh, và sao nôn thì không dám đeo. Bệnh nhân có cổ mềm, bụng thì mềm, không thấy u cục. Bệnh nhân được điều trị nội khoa với chẩn đoán là theo dõi đột quỵ trong nhân rối loạn tiền đình. Bệnh nhân được chụp CT sọ não và làm các xét nghiệm về công thức máu, sinh hóa và điện giải đồ. Bệnh nhân được điều trị với các thuốc amoxicillin kèm axit clavulanic, paracetamol và aleucin và cinnarizine. Đến ngày 13 tháng 10 thì bệnh nhân có thêm sốt cao, được đổi sang dùng kháng sinh cefotaxim 2 g một ngày tiêm tĩnh mạch. Và những ngày sau đó bệnh nhân sốt liên tục từ 38 độ 5 đến 40 độ. Và đến tối ngày 17 tháng 10 thì bệnh nhân biểu hiện có giảm tri giác, lơ mơ, đại tiểu tiện không tự chủ, không 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 liệt, cơ tứ chi, cơ lực tứ chi là 3/5. Bệnh nhân vẫn còn sốt, vang đau đầu nhiều, nôn ra thức ăn và sau nôn thì vẫn còn đau. Cứng cổ thì chưa xác định. Đến sáng ngày 18 tháng 1 thì bệnh nhân được chuyển sang khoa hồi sức tích cực với chẩn đoán là theo dõi viêm màng não. Ở đây thì bệnh nhân được chụp dịch não tủy với tính chất là dịch chảy nhanh, tốc độ không 100 giọt trong phút, màu trắng trong. Bệnh nhân được điều trị theo hướng viêm màng não với cefotaxim 8 g một ngày, ampicillin 8 g một ngày, tiêm tĩnh mạch. Đến ngày 19 tháng 10 thì bệnh nhân được chụp CT sọ não, CT ngực và X quang phổi. Và bệnh nhân này có tiền sử thì đã tiêm chưa nhận các bệnh lý mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân được tiêm vaccine AstraZeneca cách khoảng 15 ngày trước khi nhập viện. Về cận lâm sàng của bệnh nhân này thì trong quá trình nằm viện thì bệnh nhân này luôn có giá trị bạch cầu cao, không thiếu máu. Về CT sọ não thì chụp lần đầu thì chưa thấy phát hiện bất thường, và chụp lần sau thì có nhồi máu não bán cấp, vùng nhân bèo chi trước bao trong phải. Về CT ngực thì có tổn thương phổi dạng đông đặc, kính mờ thùy trên phổi phải, tổn thương dạng mờ thì mờ dạng lưới thùy dưới bên phải. Về điện giải đồ của bệnh nhân thì bệnh nhân này lúc vào viện thì có kali hạ, nhưng sau đó thì được bù kali và kali và ở giá trị bình thường. Tuy nhiên thì ở lúc vào thì natri giảm, natri bình thường, sau đó là natri giảm dần. Đến ngày làm bệnh án thì natri còn 121 mmol. Xét nghiệm chức năng đông máu của bệnh nhân thì bệnh nhân có giảm tỷ prothrombin và các xét nghiệm khác. Về dịch não tủy thì có xét nghiệm tế bào thì có một vài tế bào. Về định lượng protein trong dịch não tủy là 0,01 gram trên lít, định lượng gluco là 2 mmol trên lít. Và ở bệnh viện em chẩn đoán bệnh nhân này là chẩn đoán viêm phổi tiềm nhân nhồi máu não, nhồi máu phổi nghi do vaccine AstraZeneca. Và câu hỏi của tụi em là chẩn đoán như trên có hợp lý chưa, và xử trí điều trị như vậy hợp lý chưa, và hướng xử trí tiếp theo như thế nào ạ? Dạ xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn. Như vậy là tôi nghĩ là các bạn cũng cũng rất là cập nhật đúng không ạ? Bởi vì bệnh nhân này là bệnh nhân 40 tuổi và sau khi tiêm vaccine AstraZeneca sau 2 tuần. Và cái biến chứng mà sau tiêm vaccine AstraZeneca sau 2 tuần với một cái tắc mạch rất là hiếm gặp. Đúng không ạ? Tỷ lệ của nó 1 phần 50.000. Thế nhưng mà các bạn cũng cũng rất là cập nhật để chúng ta đi ngay. Chúng ta mới nói là sau cái vaccine đấy vì cái tỷ lệ nó rất là hiếm gặp. Tôi chưa nói có phải do vaccine hay không, nhưng đây là trên thế giới đã ghi nhận là sau 2 tuần vẫn có cái tỷ lệ do cái cục máu đông với trường hợp tiêm vaccine AstraZeneca. Thì chúng ta sẽ đi vào đầu tiên là thực sự bệnh nhân này có nhồi máu não và nhồi máu phổi không hẵng. Còn cái đương nhiên cái nhồi máu phổi thì các bạn chẩn đoán thêm viêm phổi cũng không có vấn đề gì vì bạch cầu khá là tăng. Thế thì trường đầu tiên tôi xin mời Thị Bình sẽ đọc lại cái phim CT để xem bệnh nhân có nhồi máu não và trên phim có cái viêm phổi không. Chúng ta sẽ tiếp xem là cái chẩn đoán như vậy là hợp lý chưa ạ? Kính thưa cô anh, kính thưa các anh các chị. Thì ở đây một trường hợp bệnh nhân nam 40 tuổi, bệnh nhân vào viện vì chóng mặt và yếu người. Tôi không rõ là các bạn khai thác là lúc đó là bệnh nhân yếu nửa người bên nào hay là cả toàn thân, và tri giác ra làm sao.
Thế nhưng mà chúng ta phân tích cái phổi trước thì chúng ta sẽ thấy rằng bệnh nhân này như thế này. Các bạn đang nghi ngờ là cái tình trạng tắc mạch do tiêm sau tiêm vaccine. Như cô anh nói thì nó rất là hiếm gặp, và thứ hai nữa là nếu như mà tắc mạch phổi ở đây ấy, thì chúng ta thông thường là chúng ta thấy nó hay bị tổn thương ở cái vùng đáy phổi nhiều hơn là vùng đỉnh phổi, do cục máu đông nó trôi vào thì nó xác suất nó rơi vào cái vùng đáy phổi nhiều hơn. Ở đây thì chúng ta chỉ thấy là ở cái vùng đỉnh phổi với những các cái tổn thương dạng đám mờ và các tổn thương dạng kính mờ nằm một cách phân bố một cách tương đối là theo theo giải phẫu của cái thùy trên. Đồng thời là phế quản của bệnh nhân rất là dày, cái thành phế quản đây, thành phế quản dày tương đối là nhiều, và cái này thì nó phù hợp hơn với một cái tình trạng đấy là bệnh nhân bị viêm phổi. Viêm phổi đây chúng ta nhìn thấy viêm phổi và viêm phế quản đấy. Đây chúng ta nhìn thấy đây, thành phế quản rất dày, một số nhánh phế quản rất là lòng phế quản rất là hẹp. Thứ hai là đối với phim trong trường hợp mà các bạn nghi ngờ là tắc mạch phổi thì đáng lẽ là chúng ta phải nên chụp thêm tiêm thuốc cản quang, thì chỉ có tiêm thuốc cản quang chúng ta mới loại trừ được có tắc mạch phổi hay không mà thôi. Ở đây rất tiếc là chúng ta lại không tiêm. Tuy nhiên thì về mặt hình ảnh phân bố tổn thương thì tôi không nghĩ đến. Thứ hai là cái phim chụp cắt lớp vi tính sọ não, có hai phim chụp ngày 19 tháng 10 và hai phim đều chụp cùng một ngày là 19 tháng 10, thì tôi thấy là ở bệnh nhân này là đều có các cái tổn thương dạng ổ giảm tỷ trọng xuất hiện ở ở cái vùng nhân bèo và bao trong ở bên 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 phải. Thế thì cái này nó khá là phù hợp với một cái tổn thương dạng nhồi máu, nó hình tam giác. Đồng thời là có thể nghi ngờ đây là có cái ổ nhồi máu khác ở vùng nhân bèo bên trái. Đấy, nhưng mà tức là nếu như có các ổ nhồi máu ở cái vùng này thì chúng ta lại không nghĩ đến khả năng là do tắc các mạch lớn. Có thể tắc các mạch lớn gây nên nhồi máu nhân bèo, nhưng mà rất hiếm khi tắc mạch lớn mà gây nhồi máu nhân bèo, chủ yếu là tắc các cái nhánh mạch nhỏ mà thôi. Thứ hai nữa là cái tĩnh mạch não của bệnh nhân cũng không có biểu hiện là giãn, cũng như các vạch mạch ở vỏ não cũng không thấy có các biểu hiện giãn, nhu mô não không có phù. Xét nghiệm theo như tôi có tìm hiểu trên bệnh án thì các bạn thì cái tiểu cầu của bệnh nhân vẫn hoàn toàn bình thường, không có hiện tượng giảm tiểu cầu. Thế còn cũng giống như tương tự với phổi, trong trường hợp mà các bạn nghi ngờ tắc mạch do tiêm vaccine thì đáng lẽ là về mặt logic chúng ta phải đi tìm cái mạch máu đấy có bị tắc hay không, thì ta phải tiêm thuốc cản quang, thì rất tiếc là ở đây chúng ta cũng không tiêm. Với cái nhồi máu như thế này ấy, thì tôi không nghĩ là do vấn đề về về vaccine đâu, thì các bạn tìm hiểu thêm xem các cái nguyên nhân khác có thể gây nên nhồi máu. Và kết luận là tôi ở trong trường hợp này của tôi là bệnh nhân viêm phổi và có nhồi máu não kèm theo. Thế rồi, xin nhờ các thầy bên lâm sàng cho những các cái hướng chẩn đoán thêm, bởi vì thực ra hai bệnh mà xảy ra trên cùng bệnh nhân ở một thời điểm là cũng rất là hiếm gặp. Đây là một trường hợp rất là khó. Vâng, xin mời thầy Hoàng. Mấy thầy Hoàng có đồng ý với cái viêm phế quản phổi không? Bởi vì là chúng ta cũng đã bàn luận là cái tỷ lệ mà tắc mạch sau tiêm vaccine ra 2 tuần đấy nó rất là thấp, 1/50.000 thôi. Với một bệnh nhân 40 tuổi như thế này, thế thì không biết là ý kiến thầy Hoàng nào? Vâng, em thì em cũng đồng ý với cái nhận định của thầy Bình. Trên cái hình ảnh cắt lớp vi tính này thì cắt lớp vi tính lồng ngực chúng ta thấy có những cái tổn thương đông đặc nhu mô phổi, nhưng với cái hình ảnh đấy thì nó cũng không gợi ý những cái dấu hiệu điển hình của một cái tổn thương nhu mô trong tắc mạch phổi. Đấy là dấu hiệu biếu Hampton, Hampton-Hump. Và cái quan trọng là gì? Nếu mà chúng ta nghi ngờ là tác động mạch phổi cấp thì chúng ta sẽ phải chụp cái động mạch phổi, tức là mình phải có tiêm thuốc thì động mạch phổi để chúng ta đánh giá xem có huyết khối hay không. Quay trở lại lâm sàng của bệnh nhân một chút thì em muốn hỏi lại bên phía bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn là bệnh nhân vào chỗ các bạn là ngày bao nhiêu ạ? Ngày bao nhiêu tháng 10 ạ? Dạ, bệnh nhân vào ngày 12 tháng 10 ạ. À vâng, tức là chỉ có sau một ngày là bệnh nhân xuất hiện sốt đúng không? À, dạ đúng ạ, qua ngày 13 thì bắt đầu xuất hiện sốt ạ. Vâng, tại vì tôi không thấy được các cái diễn biến mà các bạn đưa ra các mốc thời gian. Nó rất quan trọng vì cái triệu chứng sốt là nó chỉ xuất hiện sau khi bệnh nhân vào viện. Và những ngày đầu thì bệnh nhân vào với chúng ta chủ yếu là vì các dấu hiệu của thần kinh. Sau đó thì mới xuất hiện sốt.
Tuy nhiên thì để chúng ta khẳng định xem đây là viêm phổi do nhiễm khuẩn cộng đồng hay là viêm phổi do nhiễm khuẩn ở trong bệnh viện thì chúng ta cần phải có một cái mốc thời gian, đấy là sau 48 giờ. Nếu sau 48 giờ kể từ khi nhập viện mà xuất hiện triệu chứng sốt, xuất hiện các triệu chứng cơ năng hô hấp và đặc biệt là các tổn thương phổi xuất hiện thì lúc đấy chúng ta sẽ hướng đến đây là viêm phổi bệnh viện. Thế còn lại nếu mà xuất hiện trong cái thời điểm trước đấy thì có thể là cái nhiễm trùng của bệnh nhân đã xảy ra từ ngoài cộng đồng. Các cái xét nghiệm hiện nay các bạn làm thì ngoài cái công thức bạch cầu là chúng ta thấy số lượng bạch cầu thường xuyên là cao 15 rồi 18 19 giga trên lít thì không biết là các cái marker viêm như là procalcitonin thì các bạn có làm được không ạ? Dạ, bệnh viện em thì không có cơ đó, không làm được marker đó. Vâng, thì tôi cũng đồng ý là thôi vì là các cái triệu chứng lâm sàng rồi công thức máu thì bạch cầu tăng và CRP thì chúng ta cũng thấy tăng tương đối rõ cho nên là chúng ta vẫn nhận định đây là một cái viêm phổi và với cái mốc thời gian như vậy thì chúng ta vẫn có thể coi như đây là một cái viêm phổi cộng đồng và chúng ta có thể lựa chọn các cái kháng sinh để điều trị một cái viêm phổi cộng đồng. Các bạn có thể bắt đầu với beta-lactam cộng với cả macrolide hoặc là quinolone hô hấp thì các bạn cũng đã lựa chọn cái kháng sinh ban đầu là phù hợp. Tuy nhiên sau một tuần mà chúng ta thấy là các triệu chứng lâm sàng không cải thiện, sốt vẫn còn cao thì chúng ta phải xác định là cái kháng sinh mà các bạn lựa chọn ban đầu thì nó cũng không phải là kháng sinh hiệu quả nữa rồi. Chúng ta sẽ cần phải nâng cái bậc kháng sinh lên. Và theo tôi thì trong trường hợp này chúng ta cũng phải cân nhắc là chúng ta phải chuyển sang carbapenem có thể phối hợp với cả một cái quinolone để chúng ta tiếp tục điều trị cho bệnh nhân. Thế còn đối với vấn đề tác động mạch phổi cấp ấy, thì ngoài những cái như thầy Bình nói là mình phải chụp động mạch phổi thì trên lâm sàng chúng ta cũng có một số những cái gọi là phương tiện cận lâm sàng để chúng ta có thể định hướng xem là có nghi ngờ hay không. Ví dụ như các bạn xét nghiệm D-dimer, ví dụ như các bạn làm cái điện tim, điện tâm đồ mà thấy nếu đúng thực sự là tác động mạch phổi cấp thì có thể chúng ta sẽ bắt được cái hình ảnh tâm phế cấp S1Q3 T3. Rồi các bạn có thể làm cái khí máu động mạch chẳng hạn. Thì nếu trong trường hợp có những cái săn tâm phế cấp như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái bộc lộ ra một cái tình trạng kiềm hô hấp với CO2 giảm và oxy máu cũng giảm. Ở đây thì tôi không thấy các bạn thấy mô tả là có giảm oxy máu cho nên tôi vẫn bảo lưu là có lẽ không phải là tác động mạch phổi cấp. Chỉ có các cái biến chứng huyết khối sau cái tiêm vaccine nó gây ra các cái tác động mạch não thì xin mời các thầy chuyên khoa thần kinh rồi các vấn đề liên quan đến vaccine thì xin ý kiến thêm của thầy Đức ở chuyên khoa truyền nhiễm. Em xin hết ý kiến ạ. Như vậy thì Hoàn cũng Dạ, em xin phép là lúc đấy do cái lỗi kỹ thuật mà cái hình ảnh chụp CT có tiêm bây giờ mới nhìn được. Thì ở đây người ta thấy là cái động mạch não hoàn toàn là các cái động mạch não lớn hoàn toàn là bình thường. Thế còn về tĩnh mạch não thì ở đây chúng ta chụp là chụp ở pha động mạch. Không biết là các bạn có chụp pha tĩnh mạch không ạ? Nhưng mà đây tôi thì hiện tại tôi cũng chưa tìm thấy cái pha tĩnh mạch ở trên cái phim này. Thế còn ở động mạch thì hoàn toàn là bình thường, không thấy có dấu hiệu tắc động mạch lớn ạ. vâng, chúng tôi trước khi mà sang ý kiến về vaccine là một cái vấn đề rất nóng thì xin mời thầy thầy Thủy là cái chúng ta có thống nhất cái này là một cái nhồi máu não không ạ? Vâng, em cảm ơn của anh. Kính chào anh chị, em đồng nghiệp ở tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Trên cảm ơn một cái trường hợp lâm sàng hay và theo tôi là cũng rất là khó. Giống như là giáo sư Ánh đã vừa chúng cho chúng ta biết là cái tỷ lệ mà bệnh nhân mắc các cái biến chứng tắc mạch sau tiêm vaccine rất hiếm, đâu đó khoảng 1 trên 50.000. Trong một cái series ca lâm sàng gần đây nhất mà chúng tôi có cơ hội được tìm hiểu sau khi nghiên cứu cái trường hợp lâm sàng hội chẩn này thì cũng mới chỉ có 3 trường hợp lâm sàng trên thế giới là có cái nhồi máu não đơn độc sau tiêm vaccine theo cái công nghệ adenovirus này. Thế còn những cái ca lâm sàng mà có huyết khối tĩnh mạch gây ra bởi vaccine sử dụng công nghệ adenovirus thì khá là nhiều. Cả 3 cái ca lâm sàng được báo cáo trên thế giới mà có nhồi máu não tương tự với cái ca lâm sàng 40 tuổi của chúng ta ở đây thì đều có chung hai cái đặc điểm, đó là một là tiểu cầu họ rất thấp, thường là chỉ 10 đến 20 nghìn thôi,
Và đặc điểm thứ hai là chỉ số fibrinogen trong máu giảm nhiều kết hợp với chỉ số D-dimer tăng cao. Và cả ba cái ca lâm sàng đó đều có dương tính với kháng thể kháng PF4 ở trong máu. Thì theo tôi trong cái trường hợp này với các cái dữ kiện lâm sàng và hình ảnh học như vậy thì chúng ta cũng chưa đủ căn cứ để kết luận dựa trên các cái báo cáo lâm sàng ở trên thế giới. Để chúng ta cần thêm các cái thông tin ít nhất là về kháng thể kháng PF4, chỉ số D-dimer và số lượng tiểu cầu theo dõi ở trong những ngày tiếp theo. Về mặt lâm sàng thần kinh, trường hợp này là một trường hợp nhồi máu não rất đặc biệt xảy ra trên cái nền bệnh nhân có yếu tố sốt và đau đầu có thể nói là kéo dài. Cho đến nay thì đã qua khá là lâu từ cái thời điểm khởi phát của bệnh nhân là ngày 12 tháng 10 cho đến ngày 13 tháng 10 thì người ta vào viện. Ngày 17 tháng 10 xuất hiện rối loạn ý thức, sau đó được chọc dịch não tủy và chúng ta không tìm thấy bằng chứng của viêm màng não mủ. Bệnh nhân có hội chứng nhiễm trùng kèm theo dấu hiệu thần kinh khu trú và rối loạn ý thức. Dựa vào ba cái triệu chứng chính của bệnh nhân là dấu hiệu thần kinh khu trú, sốt, đau đầu và rối loạn ý thức, thì bốn cái dấu hiệu đó về mặt thần kinh gợi ý một cái chẩn đoán quan trọng để phân biệt với lại nhồi máu não là bệnh viêm mạch não tiên phát của hệ thần kinh trung ương. Thì đây là một cái chẩn đoán mà đòi hỏi cần các cái phương tiện hình ảnh học tốt hơn một chút, đó là cộng hưởng từ và một số cái kháng thể của các cái bệnh lý hệ thống ở trong máu, ví dụ như là kháng thể kháng ANCA, ví dụ như kháng thể của bệnh hệ thống hay là hội chứng kháng phospholipid. Cuối cùng thì cái hình ảnh học và lâm sàng trong trường hợp này chưa tương khớp với nhau ở cái điểm đó là hình ảnh học thì nhồi máu não khá là điển hình, cả hai bên bán cầu nhồi máu do tắc nhánh xiên, các cái nhánh thể vân đồi thị cấp máu cho vùng đồi thị bao trong ở bên phải và cấp máu cho vùng đồi thị ở bên trái. Đa số những cái trường hợp nhồi máu do tắc các cái nhánh xiên này đến từ cơ chế xơ vữa và lấp tắc các nhánh xiên do bệnh nhân bị tăng huyết áp và xơ vữa động mạch lâu ngày. Cái trường hợp này là một bệnh nhân 40 tuổi lái xe đường dài nhưng lại không có những cái yếu tố nguy cơ ở trên. Đấy là cái điểm bất tương hợp về mặt lâm sàng và hình ảnh học. Chúng ta rất cần hỏi xem về tiền sử dụng chất của bệnh nhân, đặc biệt là các cái chất ma túy tổng hợp và các chất hướng thần, kích thần. Đó cũng là một cái yếu tố nguy cơ quan trọng để thay thế cho cái việc bệnh nhân xơ vữa động mạch. Để tóm lại về mặt thần kinh thì thông qua cái việc tham khảo y văn thì tôi cũng nhận thấy là để chẩn đoán nhồi máu não liên quan hoặc gây ra bởi vaccine thì chúng ta cần thêm các tiêu chuẩn khác về mặt xét nghiệm như tôi đã nói ở trên. Biểu hiện lâm sàng của trường hợp này nhồi máu não chúng ta rất cần chẩn đoán phân biệt với hiện tượng viêm mạch tiên phát. Các cái xét nghiệm cần phải củng cố thêm đó là các cái xét nghiệm về bệnh lý hệ thống, bệnh lý nhiễm trùng, các cái tự kháng thể. Cuối cùng là nếu được thì rất nên chụp thêm cộng từ để xem bệnh nhân có bị huyết khối tĩnh mạch kèm theo với cả tắc động mạch hay không. Cho đến nay thì hôm nay chúng ta đã là ngày 4 tháng 11 và cái thời điểm làm bệnh án của anh chị là ngày 19 tháng 10. Không biết bây giờ diễn biến của bệnh nhân có gì đặc biệt không? Ngày hiện tại giờ thì bệnh nhân tri giác thì vẫn còn trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi thì mở mắt thôi và liệt 1/2 người phải này. Liệt 1/2 người phải. Vâng, bệnh nhân có xuất hiện cơn động kinh không ạ? À dạ không ạ. À, các anh chị có đã thử dùng cái thuốc gì khác để chữa cái tai biến máu não này hơn cho bệnh nhân không? Ví dụ dùng thuốc chống đông loại gì hay là có dùng thuốc chế miễn dịch không? Dạ không, không không dùng gì hết ạ. Ok, và hiện tại bệnh nhân còn sốt không ạ? Dạ bệnh nhân bây giờ giảm sốt rồi, hết sốt rồi mà chỉ còn có rối loạn thần kinh. À, chỉ còn về rối loạn ý thức vậy. Và, ok, có lẽ chúng ta sẽ Dạ, cần phải dạ làm đúng thêm rồi. một số thứ. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn cô anh. Vâng, để xin mời thầy Đức bởi vì là chúng ta phải rất thận trọng cái việc mà chúng ta kết luận là vaccine hay không. Vì cái điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của tất những người chúng ta có nhu cầu tiêm vaccine. Xin mời thầy Đức ạ. Dạ vâng, kính thưa giáo sư Anh, kính thưa các thầy cô cùng các bạn quý đồng nghiệp. Thì với cái bệnh nhân này khởi đầu vào viện là với các cái triệu chứng của thần kinh là chính và sau một ngày thì bắt đầu mới có triệu chứng của sốt và sau đó thì các cái thăm dò thì mới thấy là tổn thương ở phổi. Còn lúc đầu thì bệnh nhân vào thì cũng có chụp CT sọ nhưng hoàn toàn thì không có tổn thương rõ rệt. Tất nhiên là trong những trường hợp mà nhồi máu não giai đoạn đầu thì chụp CT thì thường là không rõ và sau đấy thì chụp phổi thì có cả tổn thương phổi. Cái này thì em cũng hoàn toàn đồng ý với giáo sư Ánh cũng như các thầy là cái này ít nghĩ đến là cái tổn thương ở nhồi máu não này là do cái biến chứng của tiêm vaccine gây ra tắc mạch vì cũng như các thầy đã phân tích thì hoàn toàn là về mặt tỷ lệ thì rất là thấp. Tuy nhiên thì về hình ảnh học
thì cũng không thấy có dấu hiệu rõ rệt của các cái mạch lớn thứ hai. Về trên xét nghiệm của bệnh nhân thì cái tiểu cầu suốt từ ngày 12 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 thì tiểu cầu thì hoàn toàn là bình thường, không có dấu hiệu gì của giảm tiểu cầu. Xét nghiệm thì không có dấu xét nghiệm được Dedime, tuy nhiên thì xét nghiệm fibrinogen thì bệnh nhân này cũng không không có giảm fibrinogen, nên cái biến chứng mà do cái tiêm vaccine này mà gây tắc mạch thì bệnh nhân này thì không nghĩ đến. Và em cũng hoàn toàn đồng ý với lại bác sĩ Thủy là cái bệnh nhân này ấy, thì cần phải khai thác thêm, vì bệnh nhân này có tiền sử là ngày ngày lái xe đường dài thì có dùng chất kích thích hay không. Chính cái chất kích thích đấy nó có thể gây ra cái việc là các cái xơ vữa về mạch máu, hoặc là làm cho các cái yếu tố về tắc mạch. Thứ hai nữa là bệnh nhân này thì hoàn toàn là có thể siêu âm tim, thì chắc là ở tuyến của anh chị có thể siêu âm tim được, thì có thể siêu âm tim thêm để xem là có vấn đề tổn thương gì ở tim hoặc là có huyết khối gì không ạ, và khai thác thêm cái tiền sử về nghiện nghiện dùng chất kích thích nghiện trích của bệnh nhân hay không ạ. Còn về mặt chẩn đoán thì cũng hoàn toàn đồng ý là cái này thì một cái nhồi máu não thì cũng rõ rồi, còn tìm cái căn nguyên như thế nào thì thạc sĩ Thủy cũng đã nói. Còn về mặt viêm phổi thì tiếp cận ban đầu và chẩn đoán thì cũng phù hợp, và điều trị thì cũng giống như là tiến sĩ Hoàn đã phân tích thì cũng chưa được phù hợp cho lắm trong cái việc là điều trị kháng sinh. Tất nhiên là lúc đầu thì các anh chị nghĩ đến là một cái viêm màng não thì dùng cái cefotaxim 8 g, nhưng mà viêm màng não thì cũng không nhất thiết phải dùng đến cefotaxim 8 g. Và thứ hai nữa là khi mà diễn biến sau khoảng 3 ngày mà bệnh nhân không có đáp ứng về là mặt lâm sàng, về sốt, về giảm bạch cầu máu thì chúng ta cũng đã phải cân nhắc cái việc là thay kháng sinh rồi ạ. Dạ. Nhưng cũng rất may đến bây giờ thì bệnh nhân lại hết sốt, nhưng không biết là sau đấy các anh chị có thay kháng sinh khác không ạ? Dạ, bệnh nhân này thì đã được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh, và hiện tại trong đó họ không dùng kháng sinh nữa, họ cắt luôn và họ chỉ điều trị như một cái nhồi máu não đơn thuần thôi. Dạ vâng. Vâng. Như vậy là thứ nhất là chúng tôi xin tóm tắt ý kiến của các bác sĩ bệnh viện Đông y. Thứ nhất là bệnh nhân này có một cái điểm phù hợp là bệnh nhân sau khi tiêm vaccine AstraZeneca 2 tuần, và cái biến chứng mà tắc mạch sau khi tiêm vaccine AstraZeneca 2 tuần là có, nhưng tỷ lệ rất là thấp, với một người 40 tuổi là khoảng tỷ lệ 1 phần 50.000. Thứ hai là qua phân tích cái ca lâm sàng này thì chúng tôi chưa nghĩ tới cái nguyên nhân tắc mạch. Về thứ nhất là cái viêm phổi thì trên cái nhồi, các bạn chẩn đoán nhồi máu phổi, nhưng qua phim chẩn đoán hình ảnh thì chúng tôi nghĩ đến một cái viêm phổi, viêm phế quản phổi nhiều hơn. Đấy thứ nhất, và cả thầy Hoàn và thầy Bình đều chưa thấy cái bằng chứng của một cái tắc mạch lớn ở phổi. Và cái việc điều trị các bạn có thể thay bằng kháng sinh. Phần thứ hai là cái phần nhồi máu não bệnh nhân này thì chúng ta cũng chưa thấy có cái bằng chứng của cái tắc mạch máu lớn. Tất nhiên bởi vì các bạn không có chụp mà tiêm cản quang trong những ngày đầu tiên để chúng ta chứng minh là có tắc mạch hay không. Nhưng qua những cái thông số xét nghiệm thì các thầy cô bệnh viện Đông y cũng chưa nghĩ tới một cái tắc mạch lớn để làm một cái biến chứng sau tiêm vaccine AstraZeneca. Thứ hai là phần nữa là cái xử trí và điều trị như vậy thì hiện tại các bạn điều trị thì chúng ta chỉ rút kinh nghiệm chúng ta việc dùng kháng sinh, chúng ta sẽ theo cái hướng viêm phổi nhiều hơn. Thì chắc các bạn lúc đầu tiên thì các bạn sẽ nghiêng nhiều về cái viêm màng não. Để chúng ta chú ý việc lựa chọn kháng sinh một chút thôi. Còn về cái hướng chẩn đoán tiếp theo, cái bệnh nhân này là một bệnh nhân tương đối khó. Vì chúng ta có bằng lòng cái việc là chẩn đoán nhồi máu não hay không? Bởi vì là nhồi máu não thì bệnh nhân lại có kèm theo những cái triệu chứng mà về tổn thương cả màng não và sốt nữa. Thế thì thầy Thủy có chưa loại trừ một cái bệnh nhân viêm mạch thần kinh. Và trong trường hợp này thì các bạn có thể xem xét cái việc chúng ta làm thêm các dấu hiệu về bệnh tự miễn hoặc là cộng từ. Đấy là những câu trả lời của bên bệnh viện Đông y. Không biết các bạn còn ý kiến gì không ạ? Không ạ, xin cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, chúng tôi cũng rất là mong Dạ các dạ bạn. dạ Vâng. dạ cho con xin em một câu, đó là có tình trạng rối loạn điện giải bệnh nhân này ạ. Bệnh nhân này vào thì được truyền bằng dung dịch natri chloride, tuy nhiên thì natri thì cứ giảm hạ dần giảm dần xuống, và đến ngày làm bệnh án thì natri còn 121 ạ. Vâng. Xin thầy cô cho ý kiến về này. Không biết cái ca này thì chắc chỉ liên quan đến thần kinh nhiều hơn, vì của phim phế quản phổi của thầy Hoàn thì chắc là ổn. Vâng ạ, vừa rồi trên cái phim thì anh Bình cũng đã phân tích kỹ rồi, nhưng mà trong cái phim mặt cắt ngang này thì có vẻ như cái sừng thái dương của não thất bên chúng ta quan sát được thấy trên các lớp vi tính không rõ ràng lắm, nhưng có thể đấy là dấu hiệu gợi ý bệnh nhân có giãn não thất một chút. Cái hiện tượng giảm natri máu này thì dĩ nhiên còn cần nhiều các cái bi lắng khác liên quan đến chuyên khoa nội tiết, xem bệnh nhân có bị mất muối nước ở đâu khác hay không. Thì một trong những nguyên nhân hiếm gặp
trong trường hợp bệnh nhân nhồi máu não mà có hạ natri, đấy là hội chứng CH, hội chứng tiết ADH không phù hợp do não. Chúng ta hay gặp nó trong cái tình trạng viêm và nhiễm trùng liên quan đến cả màng não hoặc là hội chứng tăng áp lực nội sọ. Về mặt điều trị thì cái hội chứng CH này thông thường được điều trị bằng cách là hạn chế lượng nước đưa vào cơ thể của bệnh nhân và có thể sử dụng một số cái thuốc để đối kháng với lại hormone ADH. Để mà chẩn đoán cái này thì chúng ta cũng cần thiết phải làm thêm cả điện giải đồ máu kết hợp với điện giải đồ niệu cũng như đo áp lực thẩm thấu máu và áp lực thẩm thấu niệu. Đã, em xin hết. Như vậy thì theo ý kiến của bác sĩ Thủy, các bạn sẽ phải làm thêm cái điện giải đồ niệu và áp lực thẩm thấu máu và niệu. Thì cái này chúng tôi nghĩ nhiều cái hạn đi máu do yếu tố về bệnh lý về thần kinh nhiều hơn. Còn viêm phế quản phổi hô hấp thì chúng ta chỉ cần thay đổi kháng sinh một chút thôi ạ. Các bạn còn hỏi gì không ạ? À, dạ không ạ, dạ xin cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, như vậy chúng ta kết thúc buổi hội chẩn trực tuyến ngày hôm nay với 4 ca. Tôi mong là có cái sự phản hồi của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn để chúng ta xét nghiệm xem là cái rối loạn ý thức của bệnh nhân này là do cái gì. Xin cảm ơn tất cả các bác sĩ ở các đầu cầu ạ. Xin chào ạ.